Chào mừng tất cả các chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất với diện tích là 10m anh chị nhé. Ở đây thì nằm ngay ngã ba luôn, nhưng mà không có dính ngã ba, và nằm ngay bên cái căn biệt thự này luôn anh chị, với cái diện tích là 10 dài 50, chưa có thổ cư anh chị nhé. Và mặt tiền là hướng đông, giá hiện tại chủ ký gửi là 1.350.000.000. Tọa lạc tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện tại là mặt tiền đường đất, và sau này cái đường này sẽ lên nhựa chứ không phải đổ bê tông anh chị nhé. Hiện tại thì dân cư chưa được nhiều lắm cho nên là họ chưa có đổ nhựa, nhưng mà sau này sẽ đổ nhựa. Nhưng mà được cái là có đèn đường đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Đây thì từ đây á mà chạy ra đường DH613 là ngày xưa, còn bây giờ là đường DT741C thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 100m anh chị. Với cái diện tích là ngang 10 dài 30 rất là thích hợp cho những anh chị nào mua để xây biệt thự nhà vườn. Đấy, anh chị nhá. Đấy, thì cái lô đất này nó gần sát góc luôn anh chị. Đấy, ở đây là cái lô góc anh chị này. Thì từ cái lô góc này, hết cái lô góc này là sẽ tới cái lô đất của chúng ta. Và đặc biệt thì ở đây có wifi luôn này. Đó, wifi Viettel, rồi VNTT, có đường điện, rồi có đèn đường luôn anh chị ạ. Đấy, hầu như là hết đầy đủ hết rồi anh chị nhá. Với cái lô đất như thế thì anh chị có thể mua để mà trồng rau, rồi xây biệt thự nhà vườn giống như cái căn này chẳng hạn nè. Đấy, thì với những cái lô này mà ngày xưa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1.8, 1.9 và trên 2 tỷ anh chị. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là đất đai bây giờ nó không giống như ngày xưa nữa. Đấy, hầu như là ai cũng phải là cắt lỗ và cắt giảm tầm khoảng là gần một nửa. Nhiều anh chị muốn bán và ngộp thì phải cắt là lỗ hơn một nửa mới bán được anh chị. Rẻ hơn thị trường vẫn chưa bán được, nhưng mà phải vừa rẻ mà phải vừa lỗ thì anh chị mới có thể bán được anh chị. Thì đây là cái lô đất hiện tại thì giá này cũng gọi là giá gọi là dưới rẻ rồi anh chị, nó cũng là đáy thị trường bất động sản rồi anh chị. Và bây giờ thì em sẽ chạy ra đường DH613 cũng như là đường DT741. Đấy, cái đường DT741 này nó sẽ nối thẳng từ bia chiến thắng Bầu Bàng, và rẽ phải sẽ đi lại đường Tạo Lực, Bầu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Nguyên và đi lên Phú Giáo anh chị nhé. Đấy, rẽ phải sẽ đi lại đường Tạo Lực, Bầu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Nguyên, từ đây lại đó tầm khoảng là 500m. Và từ đây mà chạy ra bia chiến thắng Bầu Bàng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 300-500m anh chị nhé. Đấy, thì từ đây mà đi lại trường học thì rất là gần anh chị, tại vì trường học cấp 2 thì nó nằm ngay bia chiến thắng, lại có hồ bơi, cái này nó nằm sau hồ bơi anh chị nhá. Nếu anh chị mà nóng nảy hay là nóng sốt thì anh chị có thể là nhảy xuống hồ bơi gần đó, nhà đó rồi tắm nó rất là thoải mái anh chị. Lại đây sẽ có hai cái khu dân cư, đó là khu dân cư Huỳnh Gia Phát và khu dân cư Đức Phát anh chị. Cái căn biệt thự này cũng đang bán anh chị này. Căn biệt thự này là ngang 10 dài 50. Hiện tại chủ đang bán với giá là 7,5 tỷ anh chị ạ. Thì anh chị, nếu anh chị quan tâm thì anh chị có thể liên hệ với em qua số Zalo ở trên màn hình 0356555579 để em gửi cái hình ở trong cái căn biệt thự đó, và cũng như là video ở trong cái căn biệt thự đó. Còn nếu như anh chị nào muốn mua đất để đầu tư thì cái lô vừa rồi em mới giới thiệu là ngang 10 dài 50 chưa có thổ cư, giá hiện tại chủ ký gửi là 1.350.000.000. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị nhé. Và anh chị nào đang xem video của em hãy cho em một like và một đăng ký kênh anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt.